Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Hôm nay em về một số đồ dụng cụ bonsai nữa. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. 0348 30 843 nè. Rồi, đây em có kéo cắt cành, kéo tỉa, cây đục, cái cưa tỉa, mấy cây kéo tỉa nè. Mấy cây này thì nó các cành này nó xấu hơn tí, giá nó hấp hơn ha. Có mấy cây này đẹp nè. Rồi cái mã video hôm nay là 156 nha mọi người. Mọi người chốt hàng thì nhắn giùm em mã với lại cái mã sản phẩm ha. Ví dụ như mã cái kéo này là mã số 1 cộng với mã cái clip nha mọi người. Mọi người nhắn chốt số 1 không em không biết nữa. Là clip trước hay clip sau, clip nào mọi người. Đó, mọi người chú ý mẹ ha. Rồi theo dõi kênh em thì bấm vô nút đăng ký kênh. Bấm vô hình cái chuông để được thông báo mấy cái video mới. Rồi đây. Cây này là cắt cành. Cắt cành cán đúc của Nhật. Cái này là chưa mài lại nha mọi người. À, về đây thì nó về nguyên vậy. Chỉ vệ sinh cho sạch thôi. Chưa có mài hay là chỉnh lại đó. Nên tình trạng nó là còn nguyên. Em sẽ quay chi tiết cái lưỡi vô ha mọi người. Này là cắt giấy ha. Đó. Dây da còn zin luôn, còn nguyên nè mọi người. Rồi đây là size cây kéo này là size 18 nha. 18 cm. Mã số 1 ha, giá 400 ngàn. Rồi số 2, số 3. Hai cây này cũng như nhau luôn, cũng như cây 1 vậy mọi người. Tình trạng nó là đồng đều nhau như cây 1. Đây, cây số 2. Lưỡi nè. Vậy cái chốt khóa bằng da. Đó. Đây chi tiết cái lưỡi nè mọi người. Gơ lắc gần như là rất là ít nha. Mấy cây này tuyển chọn kỹ. Những cái cây mà nó xài nhiều quá rồi, nó độ rơ nó quá lớn rồi thì em không có nhập về mọi người. Đây toàn là những cây độ rơ rất là ít cho đến những cây không có rơ luôn ha. Rồi mã số 2 nha, 400 ngàn, cũng là size 18 nha mọi người. Này này nó là 17 chấm gần 18, chính xác nó là 18 nhưng mà mình gọi là size 18 ha, thường là dây vậy. Như size 18 như cái này nó đâu size xích này nhiều đâu. Mỗi hãng nó sẽ cái kích thước nó khác nhau vài mili à, mỗi hãng khác nhau ha. Đây một cây của hãng khác nữa, cây này cũng khá đẹp luôn, lưỡi nè. Đây
giấy em ok luôn. Rồi, dây da zin còn nguyên luôn. Rồi cũng là size 18 nha mọi người. Đây, size 18 này. Rồi mã là số 3 nha. 400 ngàn. Rồi tiếp theo một cây cưa tỉa cành 120 mm nha mọi người. Cây này chưa sử dụng. Lưỡi nó 120. Đây. Hàng của Nhật. Rồi mã là số 4 ha, 150 ngàn thôi, chỉ 150 ngàn. Có một cây duy nhất mọi người. Rồi số 5. Này loại kéo cũng là kéo tỉa ha. Mà cái cán nó to. Cho như mình cầm mình tỉa những cái cành lớn. Nó có tăng cái lực cắt á. Nó mạnh rồi. Mình cắt được mấy cái cành lớn. Rồi, chi tiết cái lưỡi mọi người. Hai mũi còn nhọn hết nha, nó không có gãy. Không có bị gãy. Rồi. Mọc nè. Nước gam si nó còn nguyên. Đây. Rồi kích thước cây này là 18 luôn, xài 18 mọi người. Rồi mã số 5 nha. 200 ngàn thôi. Chỉ 200 ngàn. Rồi cây này là cây cán đúc. Cái kia là cán hường, cây này cán nó đúc mọi người, nó đúc nguyên cây. Đó, thường gọi cây này là cán đúc ha. Hai mọc hai bên luôn. Lưỡi rất to luôn. Cây này size hình như là 20 tới 22 rồi mọi người, size 22. Đây chi tiết cái lưỡi này. Hai mũi còn ok, mũi nhọn. Cái lưỡi rất là dài nha, cái lưỡi nó tới 7.5 cm luôn. Rồi mã nó là số 6 nha. 250 ngàn. Rồi số 7. Cũng là một cây kéo tỉa mọi người. Kéo này cán rồi dài ha. Mà nó khoan dài để mình tỉa mấy cái cành nó trong hốc hơn. Đó, mấy cành nhỏ trong hốc. Mình dùng cái kéo này, hai mũi còn nhọn hết nha. Đây, chi tiết lưỡi này. Chế rất là ngọt luôn. Con này lưỡi chưa có mẻ. Con ốc nó có cái mọc rất đẹp luôn. À, ốc zin, ốc kiểu này nha. Chứ không phải tán nha mọi người. Này ốc luôn. Rồi size là 20. Mã số 7 nha. 300 ngàn. Rồi số 8 là cây cắt kẽm mọi người. Cây này em đăng lại cái cây này nha. Ngoại hình nó thì hơi nhìn nó hơi xấu xấu tí nhưng mà lưỡi còn nguyên. Đây lưỡi còn nguyên này. Lưỡi còn xài tốt. Không có mẻ. Nó này cắt dây đồng nha mọi người. Còn mình xài như bên bonsai xài là cắt dây nhôm thôi. Cái này dây đồng nè.
đồng thì nó cứng hơn. Đó, cái mũi nó cắt vẫn ok. Rồi cái này là size 20. Mã số 8 nha. Giá 350 nha. Rồi số 9 là cái đục giá 100 ngàn mọi người. 100 ngàn hả? Rồi lưỡi cây này còn nè, tình trạng lưỡi này. Những cái đục này thì rất là dễ sửa rồi ha. Nó vậy đục nó là đục hẳn. À, đục hẳn nha. Cây này size nó là một phân. Đây, phân thôi mọi người. Đây, chiều dài là 22. Rồi mã số 9. 100 ngàn. Rồi số 10 đây. Kéo tỉa nữa nha. Này có mộc của Nhật luôn. Cây lưỡi còn rất mới. Này, hai mũi nhọn ngoắt luôn. Lưỡi còn mới. À, ngọt ngắt luôn. Rồi size này là 20. Lưỡi nó là 4 cm. Rồi mã là số 10 nha. 300 ngàn. Rồi 11 là cái kéo tỉa luôn. Nó xài rất là ít nha mọi người. Lưỡi còn nguyên. Cái tỉa mini siêu nhỏ luôn hả? Đây size nó có 17 cm thôi nè, lưỡi 3,5 phân. Rồi siêu nhỏ luôn, giá 100 ngàn mọi người. Chỉ 100 ngàn, mã số 11 nha. Rồi 12 cũng là 100 ngàn, cây kéo tỉa mini, siêu nhỏ mini. Đây này con ốc điều chỉnh đó. Rồi mã kích thước là 16 cm. Mã là 12 ha, cũng là 100 ngàn mọi người. Rồi mã 13 là cây này kéo tỉa luôn. Cây này là cán nó đúc. Đó, dập đồ rất là đẹp, nhìn đẹp hơn. Lưỡi còn nhọn hoắt rồi. Đó. Rất bén luôn á. Cây này xài mấy cái chơi mấy cái cây mini trọng là chậu là cắt cây này rất là ngon luôn nha mọi người. Nó vừa tay cắt nè. Rồi size này là 10 khoảng 16 ha, nó gần 16 nè. Mã là 13 nha mọi người. 250 ngàn. Rồi hai cây kéo này. Giá là 250 ngàn một cây. Đây. Đó tình trạng hai cây nè mọi người. Cây này mẻ mũi nè. Cây này đứt chốt qua khóa rồi.
đây đậu rơ còn khá là ít. À, cũng là size 18 nha mọi người. Nè. Mã là 14 nha, 250 nha. Rồi cây cuối cùng mà là mã 15. Cũng là size 18 nha. Đứt dây rồi nè. Dây da. Đó. Tình trạng lưỡi nè. Rồi mã là 15. 250 ngàn luôn mọi người. Rồi video đây là kết thúc. Mọi người mua hàng thì xem chi tiết giùm em món hàng ha. Coi nó phù hợp với mình thì mình chốt. Rồi, liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348 30 843. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại.